Rồi đấy, cho thơm cho thơm. Rồi 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 rồi. Rồi. Dạ, dạ vào, dạ vào, dạ. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Công an bắt rồi nhá anh em ơi. Xuống tất. Công an quận 2 thổi xe đi tòa án này. Chào anh cho em hỏi em xe em bị vi phạm cái gì đấy? Hả? Dạ, cái lẹt đấy nó có cấm xe này không anh? Hả? Không 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 không, đây anh này bọn em đây đi xuống tòa để xử cái vụ giao thông bảo lộc bắt tốc độ. Mà bây giờ gặp anh này thổi dừng xe mà bây giờ anh ấy kêu là anh thường cứ đứng xa anh ra, anh ra để cho anh làm nhiệm vụ đó nào. Để đứng 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 xa trường, anh thường đứng xa ra. Để xem anh này anh thổi xe của mình vì lý do gì anh thổi xe mình. Anh cứ đứng xa ra, anh cứ đứng xa ra. Bọn em đi tòa án quận 2 nhá. Tòa án cấp cao quận 2 mà anh này thổi xe bọn em dừng lại rồi bỏ đi này. Anh thường cứ để yên nè. Bỏ chạy rồi anh em ơi. Lao à? Mày ăn kiếm cái người chứ. Ừ. Đấy, công an quận 2 đấy. Thấy bọn em xuống thì là bỏ 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 chạy luôn. Anh vậy là không được đâu. Anh này chặn đầu đầu nó vậy nó tông anh đấy. Mày ăn bó chay à? Anh đứng xa. Đi tòa án cấp cao quận 2 mà gặp mấy giao thông thổi vào mà bỏ chạy Tuấn lại. Mà nó chạy rồi, chạy như ma đuổi rồi, nó lên xe chạy. Nó chạy mất rồi. Thích ăn tiền. Để xem nó hỏi nó dừng mình lý do gì nhưng nó không trả lời được. Quá chạy mất xe luôn. Thôi anh nghe nó bỏ chạy hết rồi. Nó chạy mất rồi, đâu nó mà bắt nó lại.